cặp BMB 3012. 3012 này là em chuyển chiều ngày hôm nay là hai đôi. Trả chị Hương. Chị Hương ở thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Bình Thuận. Vâng. Và những cặp loa này nữa này. Có một khách ở trong ngã tư ga này. Bác nhận theo đường ô tô. Bác Đặng Chiến ở ngã tư ga này. Đấy, em chuyển theo ô tô này. Nói chung là bên em chuyển liên tục các sản phẩm loa BB3012 hàng nguyên shop. Và tiếp tục là những bộ mic không dây LR anh em đang đóng và trả đơn các bác. Cũng 7 đến 8 bộ rồi đó. Các bác nhanh tay alo cho em nhé. 7 đến 8 bộ rồi. Mic LR, mic bãi, nguyên chất bãi. Bộ mic rất là chất lượng và em cộng giá rồi. Giá rất là tốt cho các bác, 3 triệu đồng một bộ mic không dây cao cấp của mic LR. Đấy, rồi thì những cặp loa lời tiếp tục lại vào Thanh Hóa. Và Thanh Hóa trả bác khách nào ở Thanh Hóa đây ạ. Vâng, bác Anh Tuấn, bác ở Tuy Lộc, Hậu Lộc, thành phố Thanh Hóa. Vâng, bác đã banh đủ tiền cho em rồi. Cái cặp loa lời, loa lời của BB cao cấp này, nói là đẹp kính con, siêu đẹp, siêu tuyển luôn. Cặp BMB 210SE. Đấy, các bác ở Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, rồi Tháp Chàm, rồi thì thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Lạng Sơn, nhiều lắm các bác ạ. Gì đây, Đồng Văn, Hà Nam, bác ở Hải Phòng, Giáp Bát, Tân Yên. Thực sự là cực kỳ là nhiều các đơn hàng trả đơn các bác. Và ngày mai anh em sẽ chuyển những bộ sản phẩm loa JBL kia ở đằng sau, JBL, và những cái tủ đồ âm thanh, ba bộ như thế này các bác nhá. Ba bộ JBL em lắp cho các cơ quan, đơn vị, trường học. Đấy, các bác lắp toàn đồ VIP rồi. Cảm ơn các bác và anh em trên mọi miền đã quan tâm và ủng hộ. Vâng, phải nói là em làm một video này tổng hợp. Cực kỳ là chất lượng đối với cái cặp loa BB này, phải không các bác? Em không phải giới thiệu nhiều, em chỉ quay qua để các bác biết những sản phẩm bên em sẽ trả đơn các bác. Đặc biệt là những chiếc vang K2000 này nữa các bác nhé. Vang K2000 này các bác chốt bên em liên tục này. Chiều ngày hôm nay là 3 chiếc. 3 chiếc vang K2000. Em vừa bóc một kiện, em để lên kia. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và ủng hộ.